Chiều ngày 28 tháng 12, tại Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Sinh thái ATK Định Hóa, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở ngành liên quan. Về phía huyện, có đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã công bố quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên được Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch trên diện tích 197 ha gồm 5 khu vực lập quy hoạch tại các xã Phú Đình, Điềm Mặc, Định Biên, Bảo Linh và thị trấn Trợ Chu với các di tích, cụm di tích tiêu biểu như cụm di tích trung tâm xã Phú Đình, di tích địa điểm Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng tại Phụng Hiển, di tích nơi ở và làm việc đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khao Tí, xóm Bản Quyên, nhà tù Trợ Chu, vân vân. Tổng mức đầu tư đến năm 2030 theo quy hoạch là trên 754 tỷ đồng, trong đó gần 356 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, gần 224 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và trên 174 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác. Trên cơ sở quy hoạch này, Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tín ngưỡng tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch trải nghiệm văn hóa chè, đồng thời xây dựng nhiều chương trình du lịch trong khu di tích, tại các điểm di tích, tạo thành sản phẩm đặc sắc mang thương hiệu ATK Định Hóa, thấm đượm yếu tố văn hóa thủ đô gió ngàn. Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa là khu di tích quan trọng bậc nhất của quốc gia và quy hoạch bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 được thực hiện sẽ góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, truyền thống uống nước nhớ nguồn và nâng cao đời sống nhân dân, biến nơi đây thành điểm đến của du lịch thu hút khách du lịch của Thái Nguyên và Việt Nam. Tại hội nghị, đại diện ngành văn hóa thể thao và du lịch, các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện đã ký bàn giao hồ sơ đồ án quy hoạch bảo quản tu bổ phục hồi di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030. Đồng thời, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã bàn giao hồ sơ đồ án quy hoạch bảo quản tu bổ phục hồi di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 cho các ngành địa phương liên quan.